rồi em xin chào nhà nha con đây siwit thụy sĩ nè dòng này chuẩn hãng nha, anh em mà hay kiếm uh, chuẩn hãng thụy sĩ chốt mấy này đúng luôn dây khóa nó nè à, dây khóa còn phải xước luôn nha độ mới này còn ok nhìn cái niền nè à, còn thông số đủ ha bản full thép khóa dập hiệu nè. thì cái này đồng hồ thể thao nha này thể thao kim rốn đồng hồ chính đây nè này thể thao bấm thể thao chạy nè kim lớn chạy ha lịch gốc 4 giờ nha có 4 giờ đem test khi có dầu quan con này có dầu quang con này cái mặt nó lạ nha mặt này cũng ít thấy á dầu ừ, quang sáng đã không ừ. bấm ngừng cái nè đồng hồ hoạt động reset nè full chức năng ha có nhiều anh em hỏi full chức năng không phải full chức năng mới được nha mới bán ha mặt sau đây con này thì máy vẫn là máy Switch á, máy V8 nè. 4 chân kính tức là 4 chân kính, ở trong máy có 4 viên ruby ha, nắp mở cái thay pin nha. Rồi con này thì dây nó so với cái mặt thì dây 17 thì như em tay em thì cũng được nha, nhưng mà ừ. có nhiều anh em tay 18 thì mình nếu mà có mắc dây á thì mình lắp thêm. Đó, còn không thôi tay 17 như em đổ về đeo ok nha. Đó, có báo đó nha. Ừ. Tay 17 đeo vừa, vừa ôm luôn. Ừ. Thì nên con này em sẽ bán giảm lại xíu ha. Nếu mà Dây nó dài thì sẽ bán giá cao chứ. Dây khóa này, lên tay quẩy nè. Siwash Swift thì chảy. Nay em tay tầm 17 đô về đều cũng được rồi. Từ cái form này cũng xây quắc dân mà, xây nó hình như 3 39.8 mỏng. Nó 12 ly. Đứng đúng là 45 nha, chỗ mới, bên hông còn đẹp. Ừ. Rồi con này thì em bán 780 780k mở bơi 72 nha. Nhưng mà nó dây nó dài giờ biết rồi, mua đã từng mua bên em mà 950, 850 ha, tùy theo con nha. Rồi 780 nha Mã bơi 72. Thì có báo rồi nha. Có nhiều anh em vô dây ngắn nó bớt chanh Nó là không được nha. Từ em có báo rồi ha. Tự bán dây ngắn ngắn mới bán giá này nha. Còn dây nó dài thì giá khác ha. Rồi. Ai kết chụp hình trên Zalo cho em. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha rồi em xin chào nhà nha